Ok, clip trước ấy, thì tôi đã giới thiệu với mọi người một cái tính năng hay ho trên VK, đó là cái khả năng về comic cấu hình. Đấy, tức là chúng ta gõ lệnh gì thì chúng ta gõ lệnh, sau chúng ta phải thực hiện cái câu lệnh là commit ấy, thì nó mới lưu cái hình đấy, cái cấu hình đấy nó mới có hiệu lực. Có hiệu lực. Thì với một câu hỏi đặt ra là ok, em đã cẩn thận, là em đã xem cấu hình già, cái cấu hình cái rất là kỹ rồi trước khi em thực hiện commit. Nhưng mà sau khi commit xong thì vì sao chúng nó vẫn down, thì có thể là gì, các bạn vẫn e ngại, vẫn có cái tình huống xảy ra là mặc dù mình đã cẩn thận kiểm tra trước khi commit, mình hiểu là cái với cái commit của mình, tức là mình đã có một loạt lệnh rồi đúng không, thì mình đã kiểm tra tất cả cái tham số này, mình thấy nó đúng rồi, mình thấy, thấy ok rồi, không vấn đề gì cả, thì em mới thì tôi mới thực hiện lệnh commit. Nhưng mà khi thực hiện commit xong thì nó vẫn bị fail, thì có thể là gì, rất nhiều thì tình huống hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế, bởi vì các bạn nhìn có một cái lệnh nào đấy thì có thể chúng ta không lường hết được cái tác dụng, cái hậu quả của cái lệnh nó gây ra. Rất nhiều lần trường hợp ngay cả bản thân tôi là thì khi có hình, nhiều lúc là nhiều lúc mình đang, thực ra mình đang tenet hoặc sh vào thiết bị, nhưng mà tự nhiên mình gõ cái lệnh là tắt tenet hoặc sh, thì lúc đấy là tự nhiên chính mình là ngắt cái nối ra, thì luôn mình đang remote, mình không tài cách nào là mình có thể có cơ hội gõ lệnh lại được, bắt buộc lấy lại phải nhờ một ai đấy bị cắm console của mình thì mình vào thiết bị chẳng hạn. Hoặc tương tự trong thực tế, rất nhiều lệnh chúng ta gõ mặc dù mình đã kiểm tra, các bạn gõ lệnh gì các bạn có kiểm tra trước, nhưng mà nhiều lúc mình không thể, nói chung là mình không lường trước được cái hiệu quả, hậu quả của nó, thì nó liên quan đến nhiều thứ khác nhau chẳng hạn. Nghĩ là đơn giản nhưng mà đấy, nhưng khi commit xong là vẫn thấy là có vấn đề xảy ra đúng không, nó khá là nguy hiểm đúng không? Thì nó có một cái lúc trong trường hợp mà mình gõ lệnh sai như vậy, nhầm thao tác nhầm như vậy, thì một cái thao tác, một tính năng mà chúng ta rất mong muốn nó có, là chính là vận động, là tính năng là roll rollback rollback. Thì trên FortiGate nó cũng có khả năng cái động tác rollback này, thì thực ra nó khá là đơn giản thôi, nó cũng chưa hoàn toàn thực sự rollback thì nó cũng có nhiều cái hay, nhưng mà đây về mặt cấu hình thì nó có, nhưng mà ý là tính năng rollback thì nó còn nhiều kiểu nữa, nhiều kiểu nữa. Thì ở đây tôi giới thiệu cho mọi người một cái rollback đơn giản nhất ở trên FortiGate, nó là rollback. Thì nó sẽ liên quan đến việc mà nó khá giống, là nó liên quan đến cái câu lệnh liên quan là clip đầu tiên giới thiệu về cái vấn đề về cách lưu hình trên FortiGate, nếu bạn nào đã theo dõi. Thì ở đây thì ra nó đơn giản này thôi, nhưng nó thêm một bước nữa mà, thì các bạn sẽ vào câu hình này, thiết bị, tôi lấy một con thiết bị bình thường ra. Set, các bạn sẽ có một cái config set mode, các bạn đổi nó sang mode mode revert. Mode revert này nó cơ bản nó sẽ giống như cái root manual, tức là bạn tất cả cái gì bạn cấu hình ấy thì các bạn sẽ phải động tác lưu cấu hình lại thì nó cũng hiệu lực đúng không? Nhưng cái này revert này hơn cái manual ở chỗ là sau một giao đấy, nếu như mà không có lệnh nào đấy xác nhận ấy, thì nó sẽ tự động revert về cái cấu hình cũ. Cụ thể cơ chế nó như là nó reboot lại cái thiết bị để quay lại cái cấu hình cũ. Ở đây ví dụ mọi người nhớ là về mặc định cái mode này nó chỉ là mode automatic, cái là bình thường các bạn sử dụng nó đều là mode automatic hết. Bây giờ ví dụ tôi sẽ chuyển nó sang cái mode là revert như vừa nói, thì nếu các bạn chuyển sang mode revert này thì nó sẽ thêm một cái ô lệnh nữa cho phép chúng ta có thêm một lệnh nữa, đó là lệnh revert timeout. Đấy, thì các bạn sẽ nhập giá trị vào, thì bạn nhìn ở đây không? Mặc định default nó sẽ là 600 giây, tức là khoảng 10 phút, 10 phút bình thế đấy, 10 phút thì các bạn ở đây có thể đi tùy chỉnh. Ở đây ví dụ tôi chỉ để nó khoảng này, để thấy nó lát thì tôi để mọi người một cái nhanh nhanh thôi, 20 giây đi, 20 giây. Tức là gì, nếu như bây giờ tôi cấu hình một cái gì đấy, để cho mọi người bây giờ nếu như tôi cấu hình một cái gì đấy mà tôi không xác nhận lưu cấu hình nó lại, thì sau khoảng 20 giây thiết bị sẽ khởi động lại và quay lại cái cấu hình cũ, quay lại cấu hình cũ. Thì để tức là tránh trường hợp đấy, chúng ta bây giờ ra gõ cái lệnh gì đó nhầm nhầm mình thao tác nhầm đấy, thì tự động, nhưng mà cái cấu hình đấy thì nó chưa được lưu, nhưng mà ví dụ mình đang set như này thì khoảng 20 giây sau thì nó sẽ tự động nó quay lại cấu hình cũ. Tức là mình có thử, hoặc là đấy cũng trường hợp mình thử một cấu hình gì đấy, mình xem nó có tác động gì không, tác động gì không. Nếu thực ra nếu có tác động gì, nó tác động thì không ảnh hưởng gì thì ok, mình có thể lưu cấu hình. Còn nếu như mình có lệnh gì đấy mà mình thấy nó ảnh hưởng rất toàn bộ hệ thống, nó treo hệ thống, nó mất kết nối chẳng hạn, thì các bạn hiểu là gì, sau khoảng 20 giây thiết bị nó sẽ
quay lại cái cấu hình cũ, nó reload lại, nó khởi động lại cái cấu hình cũ, nên là cái cấu hình sai vừa rồi các bạn vừa gõ thao tác sai vào rồi nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Đấy, thì mình thì đây mà hiểu nó giống như một cái động tác thử cái việc mà cái cấu hình vừa rồi mình vừa nhập vào nó có ảnh hưởng gì không. Đấy, thì đấy là cái ý nghĩa của anh này. Đấy, tôi ở đây như tôi demo thôi thì các bạn tôi để ví dụ khoảng 20 giây để các bạn xem nhanh thôi, trong thực tế bạn để nó thấp quá thế này, đâu đó có thể mình để mấy phút chẳng hạn. Các bạn hiểu không? Giống như là mình để là nếu bạn để là khoảng 4 phút chẳng hạn, 4 phút thì nghĩa là sau 4 phút nếu mình cố hình gì sai sau 4 phút tự động thiết bị nó sẽ khởi động lại, thì các bạn cứ tính cả thời gian nó bắt đầu khởi động lại rồi nó boot lên thì đâu đó bị khoảng 5 phút, thì nghĩa là trong nghĩa là trường hợp mà mình hiểu là gì, nếu mình có thao tác gì đó sai thì khoảng tối đa là 5 phút nó sẽ quay lại về cái quyền cũ, hệ thống nó sẽ lên bình thường kiểu kiểu như thế. Ở đây lát thì tôi để 20 giây thôi. Thì bây giờ ví dụ tôi đã đổi rồi đúng không? Bây giờ tôi đổi cho bạn thấy này, set hostname ví dụ là tôi đổi là Fortinet 3, tôi đổi một cái tên mới. Đấy, đổi một cái tên mới như này. Đúng. Nhưng tôi không lưu vô hình nhé. Bình thường mình sẽ lưu vô hình như này đúng không? Đấy, nhưng bây giờ tôi không lưu. Các bạn cứ tưởng tượng đây là một lệnh vô hình sai đi. Thì sau khoảng 20 giây tự động nó sẽ là bắt đầu từ điểm tôi gọi lệnh nhá, nghe thấy không? Thì động nó sẽ reboot lại. Là chúng ta muốn mà gì để không có đến cái thời điểm này các bạn sẽ phải để chừng cái thời gian là các bạn sẽ phải lưu cấu hình lại, các bạn thực hiện các lưu cấu hình gọi lệnh lưu cấu hình thì nó mới sẽ lưu lại cấu hình thì nó sẽ dừng quá trình này. Nên đây là các đợi tí nó khởi động lên này, nó sẽ quay lại cái là FortiGate 2, sẽ quay lại cái cấu hình cũ. Đấy. Ở đây cái ban đầu nó cái FortiGate 2 tôi lúc đầu còn chưa lưu cấu hình. Bạn thấy không? Nó sẽ quay lại cấu hình cũ. Cấu hình cũ tôi là cái cấu hình cũ ngay chưa chưa lưu. Sao bố, sao con nói bố mở cửa mà không mở? Thì các bạn sẽ thấy là Dạ. nó không cái cấu hình chúng ta vừa nó không lưu lại được. Đấy thì trong trường hợp mình có thao tác nhầm đấy, các bạn thấy không? Thì sẽ vẫn quay lại cái cấu hình cũ. Thì đây là một cái gọi là tính năng rollback cấu hình ở trên FortiGate.